Trời ơi, không đợi quên hoài. Có xe tiêu hồi đời không có nhạc nào tới giờ. Thôi được rồi. Trăm, ta còn thiếu lại nhiều nữa. Tới 70 hả? Dạ. Lại 4 màu nào cũng được chứ, xay tiêu mỡ đúng không? Rồi nó tái cái lại thì trả tiền nữa, không mua đồ, mua hai bộ đồ cục tay bạn mà thôi để nước tái hả? Mà các bạn giải to nó có bán giải to may sẵn kìa. Thì đau gì không có mặt. Bạn thử hai mét cái gì đâu. Bao nhiêu? 180 rồi đồ này mua 120 mà về may thành công cũng vậy phải không? Đó, tổ tròn vậy đó. Rồi là tối vậy bạn. Nam mà. Quân đâu chỉ được mà. Đấy thử áo. Áo. 7.9. Cái này rộng lắm rồi bạn. Rộng quá trời rộng luôn. Cái bộ này thứ 5. Bộ này rộng. Đẹp nè bà bạn. Sao áo đâu vô ở coi rộng dữ không? Coi thử đây. Không mà đồ này mà mở phải bạn rộng rộng mới được. Thôi lấy đại bộ này đi, kệ rộng rộng lấy đại bộ này đi. Ủa nó đẹp đó. Ừ. Dễ vậy mới bạn vừa, bán nhau. Cái gì này đẹp ha. Bao nhiêu? Có tao có tiền nó trả cho mày hết rồi. Hết chứ không có tiền nó kém luôn. Không, nó kém luôn. Kém nước này sổ rồi có 1 triệu rồi. Là còn 200 cho 50 còn 150. Nước tái chạy con chạy đẹp. Đó, là cái áo quần. Quần đây. Quần kìa. Còn này cái áo không có quần đâu. Quần danh giờ ném này. Mua làm sao vậy bạn không có quần đây. Đây nè, đây ba cái đồ cục tay giãn hết trơn rồi cứ lấy cái áo hút hoài hết quỷ. Mua mẹ nó cái này chứ không giãn. Cái này không giãn. Cái này đâu có giãn. Đồ ở cái quần này mà bán vừa hả? Vừa à, có cái áo rộng. Rộng. Ừ. Rộng quá hả? Bộ 100 mấy? 180. Có thấy gì xấu danh động bạn nó giả vậy. Ừ, xấu danh đó mà. Cho nó mát. Vừa dẹp ba cái đồ kia hết. Ba đồ giả. Thì mới có hai bộ mà dẹp hết. 10 bộ rồi đó. Ôi trời ơi, chị có mua tới 10 bộ, 2 bộ được rồi. Thiếu 2 bộ. Cái nhiều. Không có lấy dĩ thì 120. Lấy dĩ thì 150. Cái này đây hả? Lẩu có lẩu thôi ăn. Có chị hấp luôn 150. 30.000 nó ta hấp ăn được luôn. À, không được cái được. Nó dày hơn. Trời, dày hơn. Đi. 150 hả?
có muỗng cái mọi nhỏ mà muỗng bự không, muỗng dài không. Để tính năm mươi mà quên mấy trăm mấy đây. Muỗng được cái gì? Trăm rưỡi hả? Gì? Muỗng tới trăm rưỡi hả? Trăm rưỡi. Cái gì vậy? Bằng giải hả vậy? Dạ. Tao mua quần quần ghê nó thì sợ có người cắt kia. Cắt kia à? Chú bạn ông bạn gì hay vậy? Quần ghi trăm, quần ghi nè, có quần ghi nè. Quần 107, 108. Mà đâu? Nó kiểu không đơn giản à? Mình giản những bụi, cái mấy con bà không giống thôi. Hả, có quần teo á. Rồi quần ghi nó dò hàng cũng thể cái ống bự cũng không lòi giá nữa. Con hai này mình lấy màu lựa. Cậu kiếm là nó không? Đừng có bao đâu, bà biết gì bà khôn, bà giòn. Có hình hình lắm. Đây mà này mình chơi 31 á, này 32 nha. 31 có luôn, mình chơi. Được rồi. Ai lắm à. Trời, đứng ở trên cái nồi, chạy máu. Cái gì vậy? À. Lam lam. Vừa không chả nó giấy gì vừa không? Có bọt đấy à? Vừa. Màu đúng đẹp vậy. Màu là kiểu khác. Đúng là cái bự đi thôi. Có một cái khá mà đặt cái túi gì mà. Ờ. Cái gì hả? Tử thôi. Đo bằng cổ là mặt chưa phải không? 31. Vậy là cho 31 rồi, cái này đi. Ủa bà cũng vậy à? Bà này bá chấm này nè. Dạ mấy cái này nó hở hở hình đó không. Nè cháu quần nè. Nó thích màu xanh xanh. Xanh này. Cái chiều không ta? À vô. Xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà. À, chào mừng cả nhà đến với bếp nhỏ trên sông của Ghe Hàng Vlog. Thì bây giờ nước ở ngoài sông cũng cạn rồi nè. Thì hai chồng mình đang đậu lại đang nấu cơm chiều. Thì hồi ngang qua mình mua được một ít cá chét. Cá chét này thì mình sẽ muối. Muối muối hành với tỏi nè. Sẽ cho muối nhiều. Xong thì chút xíu mình sẽ cho nước mắm. Còn ở đây một ít tép. Tép này kêu là tép trứng thôi. Tép trứng, tép bầu. Tép bầu. Có trứng có bầu luôn. Kêu tép trứng cũng được mà kêu tép bầu cũng được. Còn bên đây một ít đậu gồng. Đậu gồng thì mình sẽ xào chung với tép. Còn cá thì mình sẽ muối chiên ăn cơm. Hôm nay mình có đầy tỏi, ớt, hành. Ở Cà Mau cái này hết dịch. Đậu đâu cũng nghe là ca chứ. Còn nhưng mà cũng bình thường. Ừ. Cá chét này mua tư lắm. Cá này thì trong vua người ta hút cá. Hút ra người ta sẽ bán cho mình 60.000 ký. Mình mua mấy ký rằng mình đang làm khô dưới nha. Hiểu chắc này đói bụng rồi cho nên mình nấu cơm trước. Nấu cơm xong thì đâu chút xíu nữa mình mới sẽ khô ăn. Sẽ khô mình phơi. Chắc này thì mình đậu chỗ này mát rồi. Nguyên cái hàng cây bây giờ nắng nó sẽ ngã ra tới đây rồi. Tại chắc này cũng chiều rồi. Chắc này tầm 3 giờ rưỡi. Hai món này thì làm cũng mau mà. Ừ. Sau khi mình ướp cá xong thì mình sẽ để một bên. Mình sẽ lặt đậu gồng nè. Rồi mình xào tép. Ở đây tại mình dựng cái pin chứ mình bỏ cái pin này xuống nó dẫn mát. Cái muối này tại mình gấp ăn chứ đúng nha. Mình muối để khoảng tiếng đồng hồ. Mấy này đủ thấm nha. Ừ, thấm vô trong nó mới ngon. Còn khi mình ăn mau á nó chỉ có mới có áo cái ngoài thôi. Áo cái lớp da cá. Em mới đậu gồng mình đã rửa rồi. Đậu gồng này mình mới hái hồi trưa luôn. Mà sao nó tại nãy giờ mình để ngoài à. Ừ. Không để tủ lạnh. Không để tủ lạnh nha. Nó úa cái phần ở ngoài. Cá đó non hết sức luôn. Sáng em kêu chị đừng hái trái này, cái bà nói hái đại đi kinh. Nó hay ăn chứ. Không ăn bỏ uổng.
ở đây người ta trồng mà trồng nhiều á, cho nên gặp lại mà mình chịu ăn á, người ta xách xuống người ta cho liền, bẻ đó. Để sao còn ta chừa cho thằng Lâm qua hái cho nó nữa. Đậu gồng ngon, đậu gồng mình phải ăn lắm, ăn sống cũng được, nhưng mà mình xào như vậy nè, ăn nó ngọt lắm, bự bự cũng được nha. Tại nãy ngon không? Ừ. Sau khi sắt đậu gồng xong thì mình sẽ chuẩn bị mình xào trước. Tại cá thì mình sẽ để cho nó thấm lâu lâu chút xíu. Có con tôm bự. Tôm trứng nè. Tôm trứng, ồ. Ngon ha. Ừ. Này là tôm với xong nè. Không hết đi dở vô không cho. Thường thì tôm trứng thì đa phần nó ở dưới sông nhiều. Ừ, cái trong vuông nó có ha. Ừ. Trong vuông thì chỉ có tôm đất nè, tôm sú với tôm thẻ chân trắng. Ừ, con cái con tôm đó nó bự như thế nào. Ừ. Tôm đó nãy mà chưa lột lại giống tôm xong cho mình, tôm bự quá hả? Tôm càng nha. Ừ, tôm càng xong, nãy có hai cái càng mà. Ừ. Giờ mình sẽ cho ít đồ niêm vô, đặng cho con tôm mình nó vừa ăn. Cho thêm củ hành tím. Cái này mình xào tôm kiểu như gần chín rồi, mình hãy cho đậu gồng vô, tại đậu gồng nó cũng mau chín. Chín để hành ớt luôn. Cái lòng này mình xào chắc nó không ra nước ha. Chắc không ra nước rồi. Khi mình để đậu gồng vô thì mình sẽ cho lửa nó lớn lên. Giờ mình sẽ cho tiêu nữa là mình nhắc xuống nữa. Thì đậu gồng nó cũng mau chín. Tại nãy thì tép của mình á, mình đã xào chín hết rồi. Giờ mình sẽ chuẩn bị chiên cá chiên. Chiên xong cá chiên là chín cơm ăn được. Mấy thứ cá, cá chép này chứ thịt không à. Thịt nhiều lắm luôn. Không có xương hôm nữa. Ừ. Cái này mình chiên hết luôn không? Chiên hết đi. Hai con mà. Ừ. Hồi nãy mình có ướp một xíu nước mắm đó. Cho nên cái này khi để vô chiên thơm. Cá muối này mà mình muối bằng nước mắm mà nấu nhẹ ngon. Thơm trời. Thơm. Còn ngon bằng nước mắm nấu nhẹ. Ăn nước mắm nó nhà riết là mấy nước mắm mà năm người ngoài chợ bán ăn không được luôn. Ăn nó lạc lẽo ha. Ừ, kiểu nó lạc lạc sao. Cá của mình cái này nhìn ngon rồi nè. Chờ ăn được rồi đó. Ừ. Chín rồi, chín rồi bạn để cho vàng thôi. Vì cá muối mình phái chiên cho nó vàng vàng á, mình ăn nó mới ngon. Chiên mà còn trắng nó nhìn nó không ngon.
Bây giờ cơm thì mình cũng đã nấu rồi nè cả nhà. Đây, đậu rồng xào với tôm. Tôm này là tôm trứng nha, hoặc là có thể kêu bằng tôm bầu. Còn bên này thì cá chét muối chiên. Đây, mời cả nhà ăn cơm với hai chồng mình nha. Mời cả nhà ăn cơm nha. Cái này mình đậu đây mát nè, thứ hai nữa có gió đó nè. Cả nhà thấy gió không? Gió dữ lắm, gió luôn. Cơm sáng rồi tới 3 giờ. Thì đa phần mình đi bán mấy ngày mà cuối nước nè thì mình sẽ đi xiết. Đi xiết đằng nước rồng mình sẽ nấu cơm mình ăn. Ở rồng cào dọn lên á. Ăn thấy được không? Được không? Đậu rồng này thì đa phần thì ta sẽ xào với thịt bò, thịt ba gọi, tôm. Thịt ba gọi hả? Ừ. Nói chung nó cũng như cái đồ xào, mình muốn xào gì mình xào. Tùy theo mỗi người. Xào thịt trâu cũng ngon. Chấm nước tương ngon quá. Ừ. Tôm thấy vỏ gì chứ nó cũng không có cứng nè, vỏ. Mềm ha. Thấy không, mềm nó dễ ăn, nó không bị sảm luôn. Đậu rồng còn giòn mà ngọt. Cá mạnh mạnh cho cá này nhấp cho. Cá vừa ăn chưa hay là còn lạc không? Ở trong thịt trong á nó còn hơi lạc, nhưng mà ngoài lại vừa ăn. Tại ngoài thì nó mình muối mau á, nó chỉ mới hấm vô cái phần da nó hả? Ở ngoài á nó mặn mặn, ở trong nó lạc lại, ăn uống hòa vô là vừa. Ăn vô vừa ha. Cá muối chiên vừa ăn với cơm bắp á. Ăn gì có tôm gì có đậu rồng thấy ngon à. Đậu rồng mà xào dễ ăn hơn sống à. Ừ. Xào thì nó không có còn cái mùi hôi. Ừ. Còn khi mà khi mà mình ăn sống thì nó sẽ có cái mùi. Mà đặc biệt á, đậu rồng của mình khi mà xào lại là ngọt. Xào hoặc là mình nấu canh á là ngọt lại, ngọt vậy đó. Lần đầu ăn đậu rồng sống không được. Mấy cái trái này nè. Là nó không xèo luôn. Còn thứ hai ăn với mắm ăn được. Ừ, ăn với mắm thì nó dễ ăn hơn. Dễ ăn hơn. Nó không có mùi. Mà thứ ba đậu rồng xào thấy ngon. Bữa nào nấu canh cũng ngon. Nấu canh với tép rồi đó hả? Ừ. Thử miếng cá chiên. Cá này là mấy đứa nít gì cũng dễ ăn nữa nè. Thịt không? Thịt không? Cá chét mà bay lớn vậy là bự lắm đó, ngon đó. Con cá chét này nhìn nó giống giống cá đói không? Cá chét. À, khác không? Ừ. Cá đói nó có hơi hoàng hoàng đen đen ha. Cái này nó trắng phiếu à. Ừ. Là cá đói thịt đâu bằng cá này không? Nè, cái tôm bự. Tôm em phải ăn. Còn mấy con bự bự không? Đậu rồng còn giòn. Ừ. Đã. Trứng không? Ừ. Thịt nó dai nhất. Cắn cái. Cầm xong thôi, còn nhóc. Ừ. Ừ. Cái con này nè, cũng trứng không nè. Tôm này ở dưới đây rẻ, chứ ở trên Đồng Tháp mình mắc lắm. Cơm cá chẩn rẻ nhất là 100 gram một ngày mình lấy gì thôi. Cá rong mình nó là 15 ngàn 100 gram. Thơm này. Còn ở đây mấy tôm này mấy chục ngàn ký. Có 50. Cái đuôi giòn. Cái da giòn hả?
Nó ra cá giòn. Đậu gồng hay nhất. Đậu gồng thêm. Nó ngon, thịt nó trắng nổi. Thịt thì dày cua luôn ha. Cá. Hai món bên nào, món nào cũng bắt hết luôn. Gì cho cá nhóc. Không ăn đi. Cá này mà mình muối á, rồi đầu mình phơi nắng dễ dễ dẻo ăn cũng ngon. Cá này thấy muốn chiên là luôn đó nha. Làm khô. Nướng nó cũng ngon nữa. Nướng ngon, với kho nó ngon mặn quá. Kho thì mình kiểu kho kho lạc á. Chứ cá này thấy ít ai không ăn. Nó bự bự hơn nè. Trứng không? Chà bá nữa. Không hết. Tôm này thì chừng nào mấy con bự bự như nãy mình mới bỏ vỏ rồi cả nhà. Thì mình sẽ kết thúc clip luôn. Cả nhà có xem được clip của mình đó, đừng quên cho mình một like, xem với đăng ký kênh nha. Bye bye. Chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà ở clip sau.